Xin chào quý vị các bạn. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ một chút. Câu chuyện của chúng ta đã xuyên suốt 400 tập. Tập này là tập 375. Thế nhưng tập này là một bắt xích không thể thiếu được. Thế nhưng tập này nó lại hơi trừu tượng. Vì chính vì thế mình muốn nhắc các bạn trước là mình ở cuối chuyện mình có review một chút cho các bạn nghe. Mà không hiểu anh em nào mà thích tiết cấu chuyện nó nhanh ấy thì sẽ không hiểu, rất là trừu tượng, hơi lan man một chút. Thế nhưng anh em nào đã nghe tiên hiệp đến một cái độ nó nhờn rồi ấy, thì nghe cái tập này ấy, thì nó cực kỳ ý nghĩa và hơi trừu tượng, hơi triết lý, cực kỳ ý nghĩa. Và cũng hé lộ một chút là trong tập này Giang Nam chứng được đạo quân. Thế nhưng mà rõ ràng đạo quân rất là nên đẳng cấp, đạo quân rất đơn giản như là chuyện đã sắp đặt. Thế nhưng mà cứ liên tưởng có một cái gì đó nó có kiếp số, nó cũng sẽ giải thích ở trong này. Các bạn hãy nghe và ngẫm, bạn nào nghe không hiểu có thể mình sẽ review một chút ở cuối chuyện. Các bạn có thể trước khi nghe đến đoạn nào ấy mà không hiểu, các bạn có thể quay lại đoạn cuối. Nên đợt tập này mình sẽ không để công chiếu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 375 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi, lắng nghe diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại qua 10 vạn năm, 3.000 tiên châu, 3.000 ma châu cũng tự định hình. Mỗi lần phát triển cũng siêu nhanh, thành lập các đế quốc. Những đế quốc đều thuộc danh nghĩa của các giáo môn. Các đế quốc va chạm quy mô lớn, kinh động các giáo môn. Đấu tranh giữa các giáo môn cũng bắt đầu lộ ra mặt dữ tợn của nó. Thường thì có cường giả giáo môn đến các chiến trường các đế quốc, hở chút là mấy vạn sinh linh mất mạng. Trong quá trình Đại La Thiên phát ra hành động kinh người, tổng cộng cũng 2 lần. Đại La Thiên chuyển ra ý chỉ, Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Bỉ Ngạn, Đạo Tổ, Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La Ma Tổ cũng tự dẫn tinh anh giáo môn đi khắp thiên hạ, giết tịch diệt cự thú, đuổi ôn dịch, luyện hóa tinh cầu và máu đen rơi vào biển cả, tẩy trừ mọi ô uế. Lại có Thiên Quân tự dẫn đệ tử đi thanh lý dư âm tịch diệt, tẩy mấy ngàn năm mới trừ sạch sẽ ô uế. Hành động lần thứ 2 trên Đại La Thiên nhỏ hơn nhiều, có phải Thiên Quân chú ý đến. Có người khổng lồ đứng trên đỉnh, sức mạnh rất lớn, giơ tay nhấc chân, dường như có thể khiến tiên giới, ma giới, trở long đất lở. Người khổng lồ như một người đánh cá, ném cái lưới từ xa chụp xuống Đại La Thiên, muốn kéo Đại La Thiên vào lưới. Lưới chụp xuống, các ngân hà tinh hệ tiên giới bị kéo vào lưới. Nhưng lưới rơi vào Đại La Thiên thì bị xuyên qua, không bắt được góc nào. Tình hình rất kỳ lạ, người khổng lồ giật lưới to, ngôi sao đầy trời quay về chỗ cũ. Người khổng lồ thu lưới rời đi. Tồn tại trong Đại La Thiên không ra tay. Trong 10 vạn năm, ngày càng nhiều cường giả tiên giới, khá nhiều hậu bối, chứng đạo thiên quân. Tiên đạo phát triển nhanh chóng, thế nhưng không ai hoàn thành 3.000 đại đạo mà chứng đạo quân trước người khác được. Tiên giới vô chủ, chinh chiến giữa các đế quốc tiên giới, ma giới, leo thang dữ dội. Mặt ngoài là đế quốc đánh nhau, thế nhưng thật ra là các đại giáo môn đối chọi. Các trận chiến lan tràn khắp nơi. Tiên vương tiên quân trong các đại giáo môn xuất thế, mang theo tiên thú khổng lồ tham gia chiến đấu sát phạt, công thành cướp đất. Chiến hỏa nổi lên 4 phía. Có đế quốc thậm chí xua tịch diệt cự thú tấn công. Những nơi đi qua, đồ thành không còn một cọng cỏ tồn tại. Ngày hôm nay đông đúc tiên quân cổ xưa đi Đại La Thiên. Trên bầu trời từng áng từng vân, từng tia hà quang. Hàng trăm tiên quân, thiên quân đều là nhân vật có uy tín danh dự, là giáo chủ hai giới tiên ma đương thời. Đại La Thiên hôm nay rất náo nhiệt, nhiều người chạy tới hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì. Thì ra vị tồn tại trong Đại La Thiên đại thọ 800 vạn tuổi, mọi người đi chúc mừng. Tồn tại trong truyền thuyết 5 đạo tổ ma giới, vạn vật đạo tổ, Ngọc Kinh Thiên Quân, Cản Nguyên Thiên Quân đều đến Đại La Thiên. Có cường giả trẻ tuổi gần đây nổi tiếng cũng đến Đại La Thiên.
Một là bái kiến tồn tại kia, hai là lộ mặt trước mấy tiên quân, thiên quân lâu năm, biểu minh chính mình có thể ngang hàng với thế hệ trước. Sau bữa tiệc long trọng, các cường giả cũng rời đi. Thiên Vi thở dài nói: Lão gia ở trong Đại La Thiên ngồi xem chính mình trở thành truyền thuyết của thời đại tiên đạo. Bây giờ tử nữ của lão gia cũng thành thần thoại rồi. Phong độ của Giang Nam càng điềm tĩnh. Trước kia hắn lộ mũi nhọn, bây giờ trở về ban đầu như thể thiên địa. Giang Nam ngẫu nhiên vô tình toát ra chút hơi thở uy nhiếp vũ trụ càn khôn. Giang Nam sóng vai đi bên cạnh Thiên Vi. Chuyện này là đương nhiên. Giang Nam cười nói: Giang Sơn có nhân tài xuất hiện, các thủ lĩnh thế hệ trước cần đứng trên chỗ cao nhất cho người trẻ tuổi nổi bật lên. Thời đại tiên đạo bây giờ chứng đạo quân quá khó khăn, không biết bao nhiêu người kỳ tài ngút trời bị kẹt lại cảnh giới thiên quân, khó có thể tiến thêm được một bước về phía đạo quân được. Thiên Vi chớp mắt cười hỏi: Lão gia, cách cảnh giới đạo quân còn bao xa vậy? Giang Nam thản nhiên nói: Lão gia nhà nàng chỉ kém một bước nữa thôi, ta đã tu thành đỉnh thiên quân rồi. Nếu luyện thành viên mãn thiên quân, chứng đạo quân là chuyện nước chảy thành sông. Thế nhưng một bước này, nếu nhanh thì 1000 năm là được, còn chậm thì sẽ phải chờ 100 vạn năm. Giang Nam nhíu mày nói: Mấy hôm nay ta thẩm suy tính, phát hiện nếu ta thành tiệu đạo quân sẽ có một trận kiếp số. Theo lý thì trong thời đại tiên đạo đã không còn ai có thể mang đến kiếp số cho ta được, trừ phi tịch diệt đạo nhân hoàn toàn thoát khốn, vô cực thiên tôn và bất không đạo nhân hợp sức lại mới tính là kiếp số được. Nhưng ta cảm ứng rõ ràng sẽ có kiếp số giáng xuống, ta không rõ nó đến từ đâu. Thiên Vi thẻ lưỡi nghịch ngợm: Lão gia còn không biết thì trên đời này không ai biết được. Phu nhân, 10 vạn năm nay ta tham ngộ thấu suốt tiên thiên nguyên thủy, luyện thành tam hồn tinh anh, thất phách tinh anh, đặt trong hậu hoa viên. Giang Nam cùng Thiên Vi đi hướng hoa viên Đại La Thiên. Nếu nàng muốn chứng đạo thiên quân thì dùng thiên tài địa bảo là tốt nhất, không cần chặt đứt nhân quả. Chỉ cần ta làm lại đạo quả cho phu nhân là xong. Mắt của Giang Nam buồn bã, hắn nhớ đến nữ nhân tuyệt diễm kia. Giang Nam thầm nghĩ: Tiếc rằng tỷ tỷ không chịu chờ thêm 10 vạn năm. 10 vạn năm nay Giang Tuyết cư ngụ trong Đông Cực Thánh Cảnh, đã 6 lần chứng thân, 6 lần chứng đạo thiên quân dẫn đến dị tượng thiên địa, cộng thêm lần đầu tiên chứng đạo thiên quân là 7 lần. Con đường Giang Tuyết chứng đạo khác với mọi người, đạo thập toàn cần chứng đạo 10 lần, nàng còn thiếu 3 lần mới được viên mãn. Khi đó thực lực của Giang Tuyết sẽ đến trình độ vô cùng khủng bố, không thua kém gì các cường giả như Băng Liên Thánh Mẫu. Hai phu thê đi đến hậu hoa viên, trước mắt là một đống hỗn độn, kỳ chân dị bảo bị người ăn cắp. Giang Nam, Thiên Vi nhíu chặt mày: Chắc mọi người đến chúc thọ lão gia, trộm cắp cũng lẩn vào đây. Thiên Vi giờ khóc giờ cười nói: Cái tên trộm này cũng rất gọn gàng, không để lại chút dấu vết nào. Bọn họ không để lại dấu vết thì nhưng không thể gạt ta được. Giang Nam vung tay, thời gian tạm dừng, đảo ngược, các hình ảnh trong hậu hoa viên lướt mau. Hai phu thê nhìn giây lát, thế là có âm mang theo một thiếu niên thập thò đi vào hậu hoa viên. Đôi trộm ánh mắt sắc bén, toàn chọn hái kỳ chân quý báu. Thì ra là Lạc sư phụ. Giang Nam buồn cười nói: Lạc sư phụ luôn lén lút, thậm chí trộm của đệ tử của mình. Chắc Lạc sư phụ kiếm thiên tài địa bảo cho nhi tử của mình rồi. Ồ, còn có một người khác kìa. Lạc Hoa Âm dẫn nhi tử nuôi rời đi. Sau đó Càn Nguyên Thiên Quân mang theo nữ nhi lẻn vào hậu hoa viên. Tử Hạm Đạo Mẫu thì đứng bên ngoài hậu hoa viên, hết nhìn đông tới ngó tây. Hai cha con thì trộm đồ. Tử Hạm Đạo Mẫu nhỏ giọng dục: Có người đến, đi mau. Càn Nguyên Thiên Quân và nữ nhi chạy đi. Huyền Đô Thiên Quân mặt say khướt, miệng hầm hừ, không biết hát cái gì. Đến hậu hoa viên rồi, lão đạo này không còn vẻ say rượu. Thoáng nhìn bốn bề vắng lặng, Huyền Đô Thiên Quân nhổ mấy gốc thiên tài địa bảo Giang Nam luyện ra nhét vào trong ngực. Huyền Đô Thiên Quân đi ra ngoài lẩm bẩm: Không có người nhìn thấy, không có người nhìn thấy. Thiên Vi không biết nên nói cái gì. Người thành thật như Huyền Đô sư huynh cũng...
Các thiên quân ngày thường đạo mạo trang nghiêm như Đạo Vương, Tịch Ứng Tình, Phu Phụ Tịch Trọng, Hoa Chấn Nguyên, Thiếu Hư, Tử Tiêu Lão Đạo, Băng Liên Thánh Mẫu, Linh Lung Tiên Quân, Ma Thiên đều ghé qua hậu hoa viên của Đại La Thiên đào bới. Mấy chỗ khác trong Đại La Thiên là pháp bảo của Giang Nam, không dễ đụng vào. Lấy một món sẽ bị hắn cảm giác được, lòng máy động một cái là thu về. Chỉ có hậu hoa viên Đại La Thiên gieo trồng nguyên thủy chi khí, thiên địa linh khí, đại đạo bản thân Giang Nam, tụ tập linh tú thời đại tiên đạo, nên luyện ra linh căn thần dược không phải pháp bảo, dù có ăn cắp thì Giang Nam cũng không biết. Mấy linh căn thần dược này có dược lực không thua gì thánh dược tiền sử kết trái trên đạo quả đạo quân, nên đám người kia mới biến thành ăn trộm, nhân dịp đại thọ 800 vạn tuổi của Giang Nam đánh hốt một mẻ. Giang Nam không biết nên khóc hay cười. Ăn cắp thứ khác thì thôi, thế nhưng bọn họ lại ăn trộm cả tam hồn tinh anh, thất phách tinh anh. Nhưng đây là chuyện nhỏ, ta lại bỏ ra chút thời gian luyện lại vài gốc vậy. Thiên Vi nhớ đến bộ dạng trộm dược của Huyền Đô Thiên Quân, buồn cười nói: thực lực của lão gia đủ để bảo vệ thiếp thân, dù thiếp thân tu thành thiên quân, nếu lão gia gặp kình địch thì thiếp thân cũng không giúp được gì. Thiếp thân chỉ có thể như bây giờ từ xa cổ vũ thôi, cho nên lão gia dành thời gian đó sớm chứng đạo quân đi. Giang Nam suy tư giây lát cười nói: cũng tốt thôi, hiện giờ thiên hạ thái bình, qua 2-3 ức năm nữa chắc đế và tôn sẽ hồi sinh. Bây giờ có đạo không ngang ngửa với Vô Cực Thiên Tôn, có ta khắc chế Tịch Diệt đạo nhân sẽ không xảy ra hỗn loạn gì lớn. Ta cần bế quan một lần, trùng kích cảnh giới đại viên mãn thiên quân, thuận đường chứng đạo quân. Giang Nam lòng máy động, lô bồng xuất hiện. Giang Nam cười nói: khi ta bế quan sẽ không nghe chuyện bên ngoài, ngắn thì ngàn năm, lâu thì 100 vạn năm. Phu nhân cất lô bồng này đi, đi tìm Hồng Nhi, Quân Nhi. Nếu gặp đám Ngọc Kinh, Ma Kha thì đứng trong lô bồng là được rồi, bọn họ không thể làm gì được phu nhân. Còn nếu gặp Vô Cực, Tịch Diệt thì gõ chương chúc lô bồng, ta sẽ biết ngay. Còn về các thiên quân khác, tùy tiện ném ra một pháp bảo ra khỏi lô bồng là bọn họ sẽ biến thành tro bụi. Nếu không muốn giết người, hãy ném lô bồng, bồ đoàn hoặc sợi dây thừng này ra. Thiên Vi cất lô bồng rời khỏi Đại La Thiên. Thiên Vi thầm nghĩ: Hồng Nhi, Quân Nhi đều đã thành công, sự nghiệp phát triển, chỉ mình Giang Tuyết Tình là phiêu bạt khắp nơi. Thiên môn gì chứ, không có một khối lãnh địa, không tiên cảnh, thánh cảnh, thật là đáng thương. Hay ta đi thăm Tuyết Tình xem. Giang Nam suy tư trong giây lát, ngồi xếp bằng, giơ tay phong ấn Đại La Thiên. Giang Nam thầm nghĩ: thật kỳ lạ, kiếp số này đến từ đâu đây? Nếu ta chính đạo quân thì nên không tai không kiếp mới phải, tại sao luôn khiến ta tim đập chân run như vậy? Lại nói, Thiên Vi leo lên đại lộ Bảo Liễn, 8 con tiên thiên long giao mã kéo xe lao nhanh. Những con long giao mã ăn ngon uống đủ trong Đại La Thiên nên thể hình rất to lớn chắc khỏe. Đạo âm trong Đại La Thiên khiến chúng nó được cảm ngộ lớn lao. Mỗi một con giao long mã không yếu hơn Phi Hùng đạo nhân. Nếu 8 con long giao mã hạ giới sẽ là yêu ma hùng cứ một phương. Tuy thiên môn của Tình Nhi thu được nhiều lão quái vật chuyển thế, thế nhưng không có một khối lãnh địa. Lần này đến chúc thọ lão gia cũng không nói sẽ đi đâu. Nhưng chắc Tình Nhi đến chỗ Tuyết Tỷ Tỷ hay đi Đông Cực Thánh Cảnh nhìn xem, không chừng sẽ gặp được. Đại lộ Bảo Liễn chạy hướng Đông Cực Thánh Cảnh, chốc lát sau đã vào tiên giới ở bên dưới. Thiên Vi vén rèm lên nhìn bên ngoài, muôn sông nghìn núi lướt qua mặt, có vô số thành trì san sát nhau, là sinh linh tiên giới xây dựng bồng bột hưng thịnh, sinh linh nhiều không đếm xuể. Lúc trước sau khi Thần Mẫu đạo quân chết đi, Mông Tốn đạo quân giải phóng thần hồn trong cơ thể Thần Mẫu ra ngoài, có hàng ức vạn sinh linh thời đại thần đạo tiền sử truyền thế. Bây giờ trong tiên giới có khá nhiều chủng tộc là sinh linh thời đại thần đạo xây dựng các đế quốc, còn có vạn chú đạo quân vắt óc nghiên cứu ra thuật thần hồn tạo hóa, muốn hồi sinh các âm linh thời đại chú đạo trong chú đạo thiên đàn. Vạn chú đạo quân từng đi thỉnh giáo Huyền Đô Thiên Quân, rồi chạy tới Đại La Thiên hỏi han Giang Nam, được thành tựu lớn lao. Rất nhiều âm linh trong chú đạo thiên đàn cũng đã sống lại, nhưng vạn chú đạo quân từng buồn bã nói âm linh sống lại không phải sinh linh thời đại chú đạo, đó là sinh linh mới sinh ra từ tạo hóa. Vì điều này mà vị đạo quân chuyển thế mất khống chế trước mặt Giang Nam và Thiên Vi, nằm sấp dưới đất gào khóc. Sau đó
Vạn Chú Đạo Quân quay về chỗ của mình tiếp tục nghiên cứu. Sinh linh thời đại thần đạo, thời đại chú đạo truyền thế chỉ là một góc nhỏ chủng tộc tiên giới bây giờ. Từ khai thiên tích địa tới nay, các loại chủng tộc được thiên địa tạo hóa sinh ra. Sinh linh vốn có trong tam giới cũng rời đi. Sinh linh trong 62 tiên châu rời khỏi các tiên châu, đi khắp nơi sinh sống, sinh sản đầy đàn. Thiên Vi nhìn bên ngoài hưng thịnh thì rất vui vẻ. Tiên giới bây giờ mới có bộ dáng thịnh thế. Đột nhiên tiếng sắt phạt nổ lên bốn phía, tiếng va chạm truyền đến. Thiên Vi vội dừng xe nhìn qua, thấy đất bằng phía trước có hai đại quân trăm vạn người va chạm, chém giết xung phong. Cờ bay phấp phới, kèn tù và thổi ù ù, tiếng trống chấn trời. Lại là hai đế quốc quy mô khổng lồ đánh nhau. Các cự thú dài mấy chục vạn dặm xuất hiện trên bình nguyên, vùng vẫy, há mồm phun ra từng đợt tiên quang. Những nơi tiên quang xẹt qua, người ngựa thành tro bụi, chết hết trong tiên quang. Phương xa trên tường thành cao khoảng 100 dặm, có các tiên tướng mặc áo giáp tọa chấn. Mấy đạo nhân mặc đạo bào ngồi trên đụn mây, là tiên vương từ các giáo môn xuống can thiệp trong cuộc chiến giữa các đế quốc. Phía đối diện cũng có tiên tướng tiên vương tọa chấn, chắc xuất thân từ các đại giáo khác. Thiên Vi cũng không xen vào, nàng lái xe rời đi, lòng thầm nhủ. Giáo môn khống chế đế quốc, ngầm chiếm thiên hạ, chú tẻ các cuộc chinh phạt, không phải phúc cho tiên giới ta. Hiện tại tiên giới không có đạo quân, các đại giáo môn không ai phục ai cả, chỉ khổ cho sinh linh tiên giới bị cuốn vào thôi. Nếu lão già có ở đây, chắc chắn sẽ nói là đế và tôn ngầm dung túng, mượn các cuộc tranh đấu để hoàn thiện tiên đạo. Nửa năm sau, đại lộ Bảo Liễn chạy tới Đông Cực Thánh Cảnh. Trong quá trình Thiên Vi thấy các đế quốc chiến tranh nhiều không đếm xuể, vô số người chết thảm. Thiên Vi có thể can thiệp một hai trận chiến, thế nhưng nguyên tiên giới đều như thế, nàng cũng không biết phải làm sao. Bên trong Đông Cực Thánh Cảnh, Giang Tuyết cười nói: "Đệ muội đã đến chậm rồi, Tuyết Tỉnh đã sớm rời đi, nó là chuẩn bị tu hành một đoạn thời gian, tiếp đó sẽ đi tham gia Thịnh Hội Di La Sơn. Bây giờ còn cách Thịnh Hội Di La Sơn còn khoảng 500 năm nữa, ta cũng không biết Tuyết Tỉnh sẽ đi đâu du lịch." Thiên Vi không gặp người, nàng rời khỏi Đông Cực Thánh Cảnh tiếp tục tìm kiếm. Chớp mắt trăm năm đã qua đi, Thiên Vi không tìm được Giang Tuyết Tình. Mỗi lần nhận được tin tức về Giang Tuyết Tình là Thiên Vi chạy ngay tới, thế nhưng luôn hụt. Nàng ở lại thánh cảnh của mấy cố nhân Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm, Băng Liên Thánh Mẫu một thời gian. Hôm nay đột nhiên mùi máu tanh sộc vào mũi Thiên Vi, nàng vén rèm xe lên xem. Một con khổng tước bay từ xa đến, đang hút sinh linh trong thiên địa. Một bộ lạc bao la trăm vạn dặm, tạo dựng nhiều thành trì, bị khổng tước khá mồm hút. Mấy ức sinh linh, người và súc vật đều chui vào bụng của nó. Thiên Vi tức giận nói: "Lại là nó sao? Thực lực của nó rất cao minh, dù là đẳng cấp thiên quân thì ta cũng không phải đối thủ của nó." Thiên Vi suy tính một phen, lấy sợi dây thừng ra khỏi lô bồng, nàng thầm nghĩ: "Lão gia bảo báu vật trong lô bồng có thể trói bất cứ thiên quân nào, không biết có bắt được con khổng tước này hay không. Tốc độ của nó quá nhanh." Thiên Vi lặng lẽ lấy dây thừng ra. Khổng Thánh Đạo Nhân đang ăn vui vẻ bên trong không trung, đột nhiên trong lòng gióng hồi chuông cảnh báo, đang định bay đi. Vè một tiếng, Khổng Thánh Đạo Nhân bị dây thừng trói chặt, té từ trên trời xuống, rơi vào lô bồng. Khổng Thánh Đạo Nhân thấy Thiên Vi thì kinh kêu lên: "Là Phủ Lê Nguyên Quân sao?" Khổng Thánh Đạo Nhân nhìn bốn phía la lên: "Là Huyền Thiên Giáo Chủ ra tay đối phó với ta hay sao? Lão gia của ta có thân phận gì chứ, sao đối phó với ngươi được?" Thiên Vi cười nói: "Ta thấy ngươi ăn quá nhiều người, làm tổn thương thiên hòa, lại thấy tiếc cho ngươi mình đầy bản lĩnh như vậy, vì vậy ta thua ngươi, nếu không đã đánh chết ngươi rồi." Khổng Thánh Đạo Nhân nghe vậy thở phào, mặt dữ tợn nói: "Phủ Lê Nguyên Quân, huynh đệ của ta có ở đây, nếu ngươi thả ta ra thì thôi, nếu không ngươi sẽ chết tại đây." Thiên Vi cũng không quan tâm, lái xe chạy đi. Khổng Thánh Đạo Nhân hét lớn, chốc lát sau yêu ma đầy trời kéo đến, là mấy tiên thiên yêu ma không thua gì Khổng Thánh Đạo Nhân, dẫn trăm vạn yêu tiên ma tiên đến, là đám yêu vương ma vương cường đại, Cửu Dương Thánh Long, Thiên Phượng Yêu Hậu, Phi Hùng Đạo Nhân. Thiên Vi lấy bộ đoàn từ lô bồng ra ném vào trong không trung, đám Cửu Dương Thánh Long, Thiên Phượng Yêu Hậu, Phi Hùng Đạo Nhân rơi xuống bộ đoàn, bị thu vào lô bồng chung với Khổng Thánh Đạo Nhân.
Trăm vạn yêu tiên ma tiên thế vậy nhanh chóng tán đi. Không lâu sau, Khổng Thánh Đạo Nhân, Phi Hùng Đạo Nhân, Cửu Dương Thánh Long, Thiên Phượng Yêu Hậu bị trói cổ, kéo Đại Lộ Bảo Liễn chạy nhanh bên trên không trung. Thiên Vi ngồi trong xe thầm nghĩ, giờ thì tốc độ nhanh hơn nhiều rồi. Lô bồng của lão gia đúng là giúp ích cho ta. Lần sau được tin về Tuyết Tình, có thể đuổi kịp nàng. Lại chớp mắt mấy chục năm qua đi, Thiên Vi lái xe vào ma giới, rốt cuộc tìm được Giang Tuyết Tình, yên lòng hơn. Thời gian qua nhanh, bây giờ người bình thường có tuổi thọ 3.000 năm, 3.000 năm một vòng luân hồi. Bất giác tiên giới sóng lớn xô bờ, người bình thường thành tu sĩ, tu sĩ trở thành tiên nhân. Người bình thường già chết, tu sĩ là sóng lớn trở thành trong chiến đấu sát phạt. Có người chết đi, lại có người trở thành tiên nhân. Lại có tiên nhân chết trong các kiếp số, sống tiếp thì trở thành cường giả, danh chấn một phương. Tiên giới ma giới, qua bao nhiêu mùa, người bình thường đổi từng tốp, tu sĩ cũng đổi từng tốp. Đến cuối cùng, có người trở thành tiên vương, tiên quân, có người không danh tiếng, có người chết đi. 100 người bình thường luân hồi qua đi. Trong Đại La Tiên phong kín, Giang Nam tu hành đến thời kỳ mấu chốt. 30 vạn năm nay, tiên thiên nguyên thủy của Giang Nam đã hoàn toàn viên mãn. Tu vi đến cảnh giới đại viên mãn thiên quân, con đường đạo quân không còn chút chướng ngại. Tiên thiên nguyên thủy viên mãn, thành tiểu đạo quân gần trong gang tấc rồi. Giang Nam mở mắt ra, tinh khí thần nội liễm. Trong con người có khối không khí lơ lửng, đó là nguyên thủy chi khí, là khí thần bí biến ra từ đại đạo. Trong Đại La Thiên chưa biết bao nhiêu nguyên thủy chi khí. Lần này Giang Nam tu hành trùng kích cảnh giới đạo quân, hắn hấp thu một ít nguyên thủy chi khí. Sau này Giang Nam dùng đại đạo bản thân diễn biến nguyên thủy chi khí. Giang Nam tu thành tiên thiên nguyên thủy, khai thiên tích địa, sinh ra nguyên thủy chi khí, ảnh hưởng đến hắn càng ngày càng ít dần. Dù không nhờ vào cơ duyên khai thiên, Giang Nam tin chắc 10 phần 10 có thể tu thành đạo quân, tự chứng bản thân. Cảm giác kiếp số buông xuống, không biến mất, Giang Nam có gánh nặng khác để lo. Đó là mấy câu mà Công Giá Càn, tức Nam Quách Tiên Ông đã nói. Tương lai, khi người chứng đạo quân trở thành đạo chủ, người sẽ nghe tiếng kêu đế sang sâu tận linh hồn. Đó là tiếng vọng hơn 1.000 ức năm qua của ta. Chỉ cần sâu trong linh hồn ngươi chuyển ra thanh âm đó, thì ngươi chính là bằng hữu cũ của ta. Giang Nam lấy lại tinh thần, mắt dần sáng lên cười khẽ. Kiếp số gì chứ, chuyển thế đế giang cái gì chứ, chỉ cần ta chứng đạo quân là có thể thấy rõ tất cả rồi. Đường nguyên thủy đạo quân của ta không còn chứng ngại gì cả, khi ta xuất quan sẽ là đạo quân. Giang Nam thở hắt ra, khép mắt lại, rơi vào trạng thái ngộ đạo kỳ lạ. Trong Đại La Thiên ngân vang đủ loại đạo âm du dương mà êm tai, cao thâm khó dò. Đó là đạo âm của bản thân Giang Nam sao động. Giang Nam đã nửa chân bước qua ngưỡng đạo quân, các loại lĩnh ngộ kéo đến. Đại La Thiên chuyển ra đạo âm chỉ là một phần nhỏ xíu trong đạo lý Giang Nam tham ngộ ra. Lần này ngộ đạo kéo dài rất lâu, tu vi của Giang Nam cũng tăng lên vùn vụt. 3.000 năm một bậc thang, rất nhanh đã mấy vạn năm trôi qua. Giang Nam cảm giác mình đã bước vào cảnh giới nguyên thủy đạo quân. Càng nhiều lĩnh ngộ vọt tới, các loại đạo lý không ngộ tự ngân, tu vi Giang Nam tiếp tục tiến bộ. Giang Nam chìm đắm trong tham ngộ, tập trung hết tinh thần, không quan tâm cái gì khác. Cứ tiếp tục thế này, ta có thể trực tiếp tu luyện đến đỉnh đạo quân, thậm chí là cảnh giới viên mãn. Không chừng sẽ tiến đến tận cùng đại đạo, chứng nguyên thủy. Vô hình chung, trong lòng Giang Nam có niềm vui chứng đạo kèm theo thắc mắc. Giang Nam không cảm ứng được kiếp số đạo quân nên sớm đến, không nghe tiếng kêu đế giang gì cả. Nhưng nghi hoặc này bị Giang Nam ném ra sau đầu. Trong lòng của hắn chỉ có đạo, chỉ có đạo diệu, đạo lý vô cùng vô tận. Bên ngoài Đại La Thiên, Nam Quách Tiên Ông đi ra khỏi hư không, nhìn chằm chằm Đại La Thiên hùng vĩ. Giây lát sau, Nam Quách Tiên Ông nhíu mày, lắc người đi vào Đại La Thiên, bị Giang Nam phong ấn. Có điều không đúng, đế giang đâu rồi? Nam Quách Tiên Ông bay nhanh, trong Đại La Thiên trống trơn, Giang Nam vốn nên tọa quan trong này đã không cánh mà bay. Rõ ràng đế giang đã tọa quan tại đây, sao có thể rời đi được? Hắn đi khi nào, đi chỗ nào đây? Nam Quách Tiên Ông tức Công Giá Càn là Thái Sơn Thiên Tôn, thể đại nguyên đạo. Nam Quách Tiên Ông tìm Giang Nam mà không thấy, nhíu mày, mắt quét qua Đại La Thiên. Nam Quách Tiên Ông lại nhìn hướng vũ trụ ma giới, quét khắp hư không, mọi nơi thế nhưng không thấy Giang Nam đi đâu.
Nam Quách Thiên Ông lắc người đi ra ngoài tiên giới, nhìn quét hỗn độn hồng mông nhưng vẫn không thấy tung tích của Giang Nam đâu. Đạo Quân Điện sao? Nam Quách Thiên Ông biến mất, sau đó đến Đạo Quân Điện. Nam Quách Thiên Ông né qua Thiên Phi Đạo Tôn, thần thức thẩm thấu mỗi góc của Đạo Quân Điện. Trong Đạo Quân Điện có rất nhiều không gian bí ẩn. Bản thân Nam Quách Thiên Ông là người rèn ra Đạo Quân Điện nên đương nhiên biết hết bí mật của nó. Nếu Giang Nam từ Đại La Thiên đi vào Đạo Quân Điện, dù hắn núp ở đâu cũng không thể lừa được Nam Quách Thiên Ông. Khiến Nam Quách Thiên Ông bất ngờ là đạo quân trong Đạo Quân Điện đa số bị nhốt trong Thông Thiên Các, chỉ có một mình Thiên Phi Đạo Tôn. Nguyên Mẫu Điện Chủ cũng bị nhốt trong cảnh giới tham ngộ tận cùng đại đạo, Vô Cực Thiên Tôn thì tọa quan. Trong Đạo Quân Điện không có bóng dáng của Giang Nam. Không đúng, không đúng. Nam Quách Thiên Ông sưu tầm tìm kiếm đằng sau Đạo Quân Điện cũng không thấy Giang Nam, lòng giật mình. Chẳng lẽ đi tiền sử sao? Âm 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 âm. Nam Quách Thiên Ông cất bước đi vào dòng thời gian, đảo ngược thời gian tìm từng thời đại, từ thời đại tiên đạo ngược về thời đại nguyên đạo. Nam Quách Thiên Ông trở về điểm thời gian và không gian tiền sử nhưng không thấy Giang Nam. Rốt cuộc Đế Giang đã đi đâu? Chẳng lẽ sau khi chứng đạo quân trên đường lĩnh ngộ nguyên thủy đại đạo đã tọa hóa rồi sao? Nếu Đế Giang tọa hóa thì nên biến thành tiên tiên pháp báo. Hay mới vừa rồi ta kiểm tra Đại La Thiên đã sơ sót bỏ qua sao? Nam Quách Thiên Ông đi ra khỏi dòng thời gian, trở về Đại La Thiên trong thời đại tiên đạo. Nam Quách Thiên Ông tìm kiếm lung tung, thế nhưng không thấy tiên tiên pháp bảo, có thể là Giang Nam tạo hóa biến ra. Chứng đạo quân không nguy hiểm, nguy hiểm là truy đuổi tận cùng đại đạo. Con đường đó nguy hiểm chắc trở, đi nhầm một bước là sẽ tạo hóa, hóa thành tiên tiên pháp bảo, linh bảo. Năm xưa, nhiều đạo quân thời đại nguyên đạo tham ngộ tận cùng đại đạo. Vì điều này, gần trăm đạo quân đã chết đi. Đời sau có đạo quân tự nghĩ ra cách độ qua tịch diệt kiếp, đi Đạo Quân Điện tìm cách độ kiếp. Tồn tại Đạo Quân Điện truyền dạy pháp môn này, nên có đạo quân chủ động hóa thân tiên tiên pháp bảo để lại cho thân bằng bạn tốt, để cho bọn họ độ qua tịch diệt kiếp, hủy diệt thời đại, để lại mầm mống cho thời đại đó. Nhưng nếu Giang Nam tạo hóa thì chắc chắn sẽ biến thành tiên thiên pháp bảo xuất hiện trong Đại La Thiên, không lừa Nam Quách Thiên Ông được. Bây giờ Nam Quách Thiên Ông không phát hiện được gì, nghĩa là Giang Nam không lạc đường. Nam Quách Thiên Ông buồn bã ngồi bên ngoài Đại La Thiên. Nam Quách Thiên Ông nghi ngờ Giang Nam là bằng hữu cũ của mình, Đế Giang, Giang Thái Khư. Nam Quách Thiên Ông suy đoán khi Giang Nam chứng đạo, trong hỗn độn vang vọng tiếng kêu hơn 1000 ức năm sẽ lại vang lên. Vì vậy Nam Quách Thiên Ông nhất định phải có mặt vào lúc Giang Nam chứng đạo quân. Nhưng Giang Nam chứng đạo quân tình huống quá kỳ lạ, phong kín Đại La Thiên. Các cường giả như Tịch Diệt Đạo Nhân, Vô Cực Thiên Tôn muốn xông vào cũng mất chút sức lực. Khi Nam Quách Thiên Ông đến, phong ấn Đại La Thiên không bị phá hư chút nào, hoàn hảo, không tổn hao gì. Giang Nam biến mất trong không gian phong kín, không để lại chút dấu vết nào. Cường giả như Nam Quách Thiên Ông cũng không tìm được bóng dáng của Giang Nam. Trên đời này không ai có thể bắt Đế Giang đi trước mặt ta được. Không ai có thể bắt hắn mà không chiến đấu. Vì vậy Đế Giang đã đi đâu đấy? Ồ, uy lực Đại La Thiên không ngừng tăng mạnh, nghĩa là Đế Giang còn ở trong này. Tù vì Đế Giang tăng lên phản hồi lại Đại La Thiên, khiến Đại La Thiên cũng tăng mạnh. Nam Quách Thiên Ông bình tĩnh lại, thôi diễn kỹ càng. Thật lâu sau, mắt Nam Quách Thiên Ông lóe tia sáng. Nam Quách Thiên Ông nhỏ giọng nói: thật kỳ lạ, tại sao ta lại suy tính ra Đế Giang sẽ xuất hiện ngay? Nam Quách Thiên Ông chờ giây lát vẫn không thấy Giang Nam đâu. Nam Quách Thiên Ông lại suy tính, kết quả vẫn là Giang Nam sẽ xuất hiện trong Đại La Thiên ngay. Nam Quách Thiên Ông chờ tìm không thấy bóng dáng của Giang Nam đâu. Năng lực suy tính của ta, nếu nhận số 2 thì không ai nhận thứ nhất cả. Dù là Linh Bảo Đạo Chủ cũng kém hơn ta rất nhiều, chỉ được một phần da lông của ta, cho nên ta tuyệt đối không có suy tính sai. Tại sao mỗi lần đều tính được Đế Giang xuất hiện ngay, thế nhưng chờ mãi lại không thấy gì? Nam Quách Thiên Ông rất là khó hiểu. Suy tính hết lần này đến lần khác đều được kết quả tương tự. Giang Nam sẽ xuất hiện trong Đại La Thiên ngay, thế nhưng mỗi lần đều tính sai. Nam Quách Thiên Ông bất đắc dĩ chờ đợi. Thời gian nhanh như nước sông chảy xiết, mỗi ngày đều trôi hướng tương lai, biến tương lai thành quá khứ, chưa biết thành đã biết. Dần dần gió mây thay đổi, trời trăng đổi thay,
trời đổi sao rời. Lại hơn 10 vạn năm qua đi, đám người Thiên Vi, Giang Tuyết Tình, Hồng Đạo Nhân mấy lần trở về thấy Đại La Thiên chưa mở thì lại rời đi. Nam Quách Thiên Ông ngăn Thiên Vi lại hỏi thăm, được biết uy lực lô bồng liên tục tăng mạnh, bây giờ đã gần với tiên thiên pháp bảo tinh thuần. Có nhiều thiên quân đi Đại La Thiên triều thánh, thế nhưng không thu hoạch được gì. Lại qua vài năm, Phục Sát, Đinh Linh đến hiến sách gặp Nam Quách Thiên Ông. Hai quyển sách tiên mở ra, mấy ngày sau tự động đốt cháy, Phục Sát, Đinh Linh vái tạ rời đi. Năm tháng trôi nhanh, lần này ngộ đạo, Giang Nam không cảm giác được thời gian trôi. Thời gian như thoi đưa, trong lòng Giang Nam chỉ có đạo vật lý vô tận, không ngừng cấu tạo, giao nhau, không ngừng ngộ ra đạo vật lý, đi hướng tận cùng đại đạo, đi hướng nguyên thủy. Giang Nam như vượt qua thời gian và không gian, bên cạnh hắn có các kiếp số hủy thiên diệt địa giáng xuống. Nhưng không kiếp số nào đến gần Giang Nam được, bất giác hắn đã trải qua vạn vạn kiếp vẫn bất diệt. Giang Nam như có thể một niệm khai thiên, một niệm diệt thế, nhưng đây chỉ là hiệu quả phụ của chứng đạo nhập đạo. Giang Nam không còn truy cầu lực lượng nữa, hắn truy cầu là đại đạo vô cùng vô tận. Giang Nam như dọc theo con đường không thấy điểm cuối đi tới, cố chấp tiến lên. Giang Nam muốn đến điểm cuối con đường, đứng ở tận cùng đại đạo. Hắn như trải qua năm tháng vô tận, lại như chỉ trong một khoảnh khắc. Loại cảm giác này huyền diệu, khó giải thích, rất kỳ diệu. Mỗi giây Giang Nam lĩnh ngộ ra đạo và lý đều diệu không thể tả, huyền bí thâm sâu. Trong lòng Giang Nam chỉ có hân hoan, vui sướng vô cùng tận cùng. Rốt cuộc ngày hôm nay, Giang Nam cảm giác con đường đằng trước dần không còn là vô cùng vô tận, mà đã có cuối, tận cùng đại đạo, cảnh giới nguyên thủy. Giang Nam hú dài đứng dậy. Khi Giang Nam mở mắt ra, vũ trụ dao động, mọi thứ cũng run rẩy. Tiếng hú của Giang Nam chuyển khắp thời không vô tận, tràn ngập vui sướng hân hoan. Từ thời đại nguyên đạo đến nay, chưa từng có ai đặt chân đến tận cùng đại đạo, chưa ai hoàn thành hành động vĩ đại này. Cuối cùng Giang Nam đã làm được, hắn đi tới tận cùng đại đạo. Giang Nam nhìn thấy hỗn độn vô cùng vô tận, hỗn độn lặng yên, không gian hỗn độn trầm lắng, không có hơi thở nào, không có cảnh tượng sinh mệnh nào. Tịch diệt thiên hỏa cũng tối tăm, sắp dập tắt. Giang Nam ngạc nhiên, dưới chân hắn là cột đồng cung điện khổng lồ sụp đổ một nửa. Giang Nam đưa mắt nhìn, xung quanh đổ nát thê lương. Giang Nam nhận được những di tích kiến trúc này, đó là Đại La Thiên. Đại La Thiên sau khi tan vỡ, Đại La Thiên đổ nát thê lương, có hơi thở tịch diệt kiếp, chắc bị hủy trong đại kiếp nạn trước giờ chưa từng có. Người Giang Nam run run nhìn xuống tiên giới. Người đâu rồi? Tiên giới đã biến mất, chỉ có hỗn độn vô biên, ma giới cũng mất, mọi thứ không còn. Người đâu? Người đi đâu rồi? Hai tay Giang Nam run run, ngước lên, lẩm bẩm nói. Bây giờ là năm nào? Ta bế quan bao lâu rồi? Giang Nam hét lớn, lảo đảo, đi hướng tiên giới ma giới. Trong hỗn độn tĩnh lặng, vang lên tiếng hét bi thương. Hiền Vi, Tình Nhi, Tỷ Tỷ, các người ở đâu rồi? Hồng Quân, Quân Nhi, Kế Đô, các người ở đâu? Tịch Đại Ca, Lạc Sư Phụ, Bình Thiên, Đạo Vương, Huyền Đô, Càn Nguyên, Vạn Vật, các người ở đâu rồi? Vô Cực, Vô Cực, người ra đây. Tịch Diệt, người chưa chết đúng không? Mau đi ra đi. Trong hỗn độn trống trơn, chỉ có thanh âm của Giang Nam vang vọng lại, không ai trả lời, không có sinh mệnh nào tồn tại trong hỗn độn này. Thật lâu sau, Giang Nam nhìn thấy một góc thế giới thụ đã gãy đổ. Thế giới thụ đã chết, héo tàn. Dưới gốc cây có dấu vết đạo quân thành tro. Từng có nhiều đạo quân được thế giới thụ che chở, nhưng kiếp số đến thì thế giới thụ cũng chết. Giang Nam lảo đảo đi vội, hắn lại nhìn thấy một đóa hồng mông thanh liên rách dưới. Thanh liên cũng chết khô, không có một chút đạo vận. Một số đạo quân trốn vào hồng mông thanh liên, biến ra cho bụi. Có người không? Có người không? Giang Nam run giọng hỏi. Ai nói cho ta biết xảy ra chuyện gì vậy? Còn có người sống không? Giang Nam nghiêng ngả đi tới, không ngừng dò hỏi. Trong hỗn độn chỉ có tiếng vọng của Giang Nam, từng câu hỏi vang lên, thế nhưng không được đáp lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Nam nhìn thấy đạo quân điện vỡ nát. Đây từng là thánh địa của đạo quân, giờ là gạch nát, ngói vỡ. Các đốm tịch diệt thiên hỏa bám vào cột gãy đổ tắt dần. Đạo quân điện cũng bị hủy. Trên một cây cột còn vài chữ viết mơ hồ, viết một đoạn lịch sử cũ. Cuối thời đại tiên đạo, tịch diệt kiếp vẫn đến.
Nam Quách Thiên Ông tức Thái Sơ Thiên Tôn trở về cùng Nguyên Mẫu Điện Chủ, Vô Cực Thiên Tôn dẫn dắt các tồn tại cổ xưa trong Đạo Quân Điện chống cự, sắp thành công thế nhưng thua. Đám người Thiên Phi Đạo Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Điện Chủ lần lượt chết đi. Đế và Tôn cũng chết, Tịch Diệt Đạo Nhân chết trong kiếp, tất cả sinh linh không thể sống tiếp. Đáng tiếc không đợi Đế Giang được. Nam Quách Thiên Ông tràn ngập áy náy viết: có lẽ Đế Giang chết thật rồi, nhưng ta sẽ đi theo hắn. Giang Nam hô tay lên: ta không tin, ta không tin, đây đều là ảo ảnh, là mơ. Di tích Đạo Quân Điện cuối cùng biến thành tro bụi. Giang Nam xoay người đi tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau, Giang Nam tìm thấy lô bồng vỡ nát, trên vách chuông có người khắc chữ, là chữ của Giang Tuyết Tình để lại. Cuối cùng Tịch Diệt Kiếp cũng đến, mà phụ thần còn đang bế quan. Uy lực tiên thiên lô bồng càng lúc càng mạnh. Tương Khang đã đề nghị chúng ta trốn trong lô bồng, dù lô bồng bị hủy thế nhưng có thể chặn lại một phần Tịch Diệt Kiếp được. Sau đó chúng ta biến thành cấm khu, chôn chính mình, chờ đợi thời đại sau đến. Mẫu thần chết, nhị nương cũng chết đi, bọn họ ở trên Đại La Thiên chờ đợi phụ thần tỉnh lại. Đại ca, nhị ca không ngăn được đại kiếp nạn này. Nhị ca chết đi, khi nhị ca rời khỏi Đại La Thiên định cứu người thì bị đại kiếp nạn hóa thành tro tàn. Chữ viết trên vách chuông lúc mất lúc có, Giang Nam phải cố gắng để đọc. Không lâu sau, lô bồng có dấu hiệu bị tổn hại. Đám người Viên Thái Lão Nhân, Tương Khang bị kiếp số xâm nhập, chết đi, không thể hóa thành cấm khu được. Đại kiếp nạn phá diệt tất cả này quá dữ dội, hủy diệt thiết thấy. Liên Nhi muội muội đi, trong lô bồng chỉ còn lại một mình ta. Ta rất sợ, phụ thần còn đang bế quan, khi nào người mới tỉnh lại đây? Lô bồng không chống đỡ nổi nữa rồi, ta cũng sắp đi. Không, không thể nào, không thể nào. Giang Nam run bần bật hú to. Cảnh giới nguyên thủy bộc phát khí thế khủng bố, thổi quét hỗn độn, càn quét vũ trụ như vòng xoáy kinh khủng. Tất cả là giá, đều là giá. Giang Nam đấm thủng hỗn độn, xuyên qua không gian và thời gian, đánh thủng dòng thời gian chảy xuôi. Dòng thời gian đảo ngược, Giang Nam thấy Tịch Diệt Kiếp đến. Cuối cùng, Tịch Diệt Kiếp hủy diệt thương sinh, hủy diệt hết thảy dấu vết của văn minh. Trận kiếp số này, ngay cả Đạo Quân Điện cũng không đối kháng nổi. Tịch Diệt Kiếp vô biên, mọi thứ bị hủy diệt, nguyên thần của Đế Lân cũng héo tàn, Thanh Liên Tiên Tôn cũng chết héo, Đạo Quân Điện sụp đổ, Đại La Thiên tan vỡ, tất cả sinh linh chết đi. Giang Nam nhìn bên dưới, trong lô bồng rách nát, nữ nhi đang khắc chữ trên vách chuông nứt nẻ. Tỉnh nhi, phụ thân cứu các người đấy, ta đã đặt chân đến tận cùng đại đạo, ta không còn địch thủ nữa rồi, không ai có thể mang Tỉnh nhi, mang các người rời khỏi ta. Giang Nam vươn tay vào thời gian quá khứ, muốn cứu nữ nhi khỏi đại kiếp nạn cuối cùng. Dòng thời gian chấn động, các thời đại tiền sử quá khứ như sắp nổ. Dòng thời gian tụ tập lực lượng, tất cả thời đại đánh vào Giang Nam, đẩy hắn ra khỏi dòng thời gian. Giang Nam hộc máu ngã xuống, hắn lại đứng lên, xuyên thời gian vào quá khứ. Giang Nam muốn dựa vào sức mạnh thay đổi quá khứ. Giang Nam bị thương càng nặng hơn. Thời gian qua đi, thay đổi quá khứ sẽ gánh chịu lực lượng tất cả thời đại quá khứ công kích. Dù Giang Nam đã là tồn tại đặt chân vào tận cùng đại đạo, cũng không thể trở về quá khứ bóp méo sự thật đã định. Giang Nam lại bị thương nặng, nhưng hắn trong cảnh giới nguyên thủy cường đại biết mấy. Dù dòng thời gian tụ tập tất cả lực lượng từ thời đại nguyên đạo đến tiên đạo cũng không thể giết được Giang Nam. Tuy nhiên, Giang Nam lần lượt đánh vào quá khứ, định thay đổi dĩ vãng, làm cho hắn bị thương nặng. Mái tóc Giang Nam đã bạc phơ, hắn như già đi vậy. Nguyên thủy vô kiếp, chỉ có Tình Tử bị thương. Đế Giang bái kiến Nguyên thủy Thiên Tôn. Giang Nam tóc trắng xóa, nhìn hướng phát ra thanh âm. Một vị đế hoàng trẻ tuổi như mộng như ảo đi đến hướng hắn. Đây chính là Đế Giang, Giang Thái Khư. Giang Nam xoay người, bình tĩnh nhìn cường giả mạnh nhất thời đại nguyên đạo. Thân thể Đế Giang như mộng ảo, như ở tận cùng thời gian và không gian, lại như đang ở trong Đạo Quân Điện thời đại nguyên khởi. Đế Giang lấy mộng nhập đạo đã đến trình độ siêu cao. Giang Nam liếc sơ liền biết đó không phải người thật, mà là trong giấc mơ mộng du đến đây. Đế Giang ở trong Đạo Quân Điện thời đại nguyên khởi, giấc mơ kéo dài đến đây, tận cùng thời gian và không gian. Lấy mộng nhập đạo, thú vị, có thể thấy được tương lai. Giang Nam thu về tầm mắt, lần lượt nhảy vào dòng thời gian quá khứ.
Giang Nam bị thương nặng, nhưng với tu vi cảnh giới nguyên thủy của hắn thì bất cứ vết thương nào đều không tạo thành đả kích chí mạng được. Nhưng nhiều lần thất bại làm lòng Giang Nam già đi, lòng già cơ thể cũng già theo, nên tóc Giang Nam mới bạc, hắn như lão nhân trải qua chuyện đời tang thương. Ta lấy mộng nhập đáo, ngẫu nhiên mơ các thể đại kỳ lạ, thường cho rằng hiện thực là mộng, còn mộng là thật, gây ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng được. Lần này ta nhập mộng, cảm giác chấn động truyền đến từ tận cùng thời không, vốn vô duyên bước vào tận cùng thời gian, lần này lại đến được đây, thấy tồn tại đã đứng ở tận cùng đại đạo, thật là không uổng chuyến này. Đế Giang tán thán nói: vô số người tha thiết ước mơ muốn đặt chân đến tận cùng đại đạo mà không được, tận cùng đại đạo chỉ là hy vọng trong truyền thuyết mà thôi. Bây giờ Đế Giang đã biết tận cùng đại đạo không phải phỏng đoán. Nguyên Thủy Thiên Tôn tương lai vô thượng thọ, vô lượng quang, vô lượng trí tuệ, có thể trải qua vô lượng kiếp mà bất diệt. Không có nhân vật gì, kiếp số gì tổn thương Nguyên Thủy Thiên Tôn được, chỉ có Thiên Tôn tự bị thương mình. Thiên Tôn lần lượt muốn thay đổi quá khứ, làm tổn thương bản thân, tự thương đạo của mình, khiến Đế Giang rất khó hiểu. Đế Giang đi hướng Giang Nam, càng tới gần càng thấy thân thể Giang Nam vĩ đại, trong người trần ra đạo quang vô tận càng sáng tỏ, như đối diện với vũ trụ mênh mông, càng thấy mình thật nhỏ bé. Đế Giang giật mình, vội thụt lùi, tầm mắt trở lại bình thường. Vô số người tha thiết ước mơ muốn đặt chân đến tận cùng đại đạo mà không được, tận cùng đại đạo chỉ là hy vọng trong truyền thuyết mà thôi. Bây giờ Đế Giang đã biết tận cùng đại đạo không phải phỏng đoán, Nguyên Thủy Thiên Tôn tương lai vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng trí tệ, có thể trải qua vô lượng kiếp mà bất diệt. Không có nhân vật gì, kiếp số gì tổn thương Nguyên Thủy Thiên Tôn được, chỉ có Thiên Tôn tự bị thương mình. Thiên Tôn lần lượt muốn thay đổi quá khứ, làm tổn thương bản thân, tự thương đạo của mình, khiến Đế Giang rất khó hiểu. Đế Giang đi hướng Giang Nam, càng tới gần càng thấy thân thể Giang Nam vĩ đại, trong người trần ra đạo quang vô tận càng sáng tỏ, như đối diện với vũ trụ mênh mông, càng thấy mình thật nhỏ bé. Đế Giang giật mình, vội thụt lùi, tầm mắt trở lại bình thường. Đây là uy nghiêm của tồn tại đặt chân ở tận cùng đại đạo, nhìn xa như bình thường, càng tới gần càng cảm giác vĩ đại vô cùng. Kinh nghiệm nhập mộng lần này của Đế Giang rất kỳ lạ. Giang Nam đứng ở tận cùng đại đạo muốn thay đổi quá khứ, lực lượng các thể đại quá khứ ngưng tụ ngăn cản vị tồn tại này. Lực lượng thể đại oanh kích vào Giang Nam, khiến thời gian và không gian quá khứ rạn nứt, khiến giấc mơ của Đế Giang và tận cùng thời không liên kết, sau đó không thấy Giang Nam. Đế Giang thụt lùi vài bước, kéo giãn khoảng cách dò hỏi: Thiên Tôn đã chứng đạo quả này rồi, cần gì tự tổn thương mình đây? Tương lai thời thế đại phá diệt, không còn sự sống, quá khứ không thể thay đổi, đã không có gì lưu luyến, không thay đổi được. Tại sao Thiên Tôn không một niệm khai thiên, để hỗn độn lại được sinh ra gần sóng, sáng tạo thịnh thế huy hoàng, để đạo pháp kéo dài truyền thừa? Giang Nam tỉnh táo lại nói: Ta luyến tiếc. Giang Nam chắp hai tay sau lưng nói: Ta chìm trong tu luyện, quên tất cả, bỏ qua người xung quanh, bỏ qua mọi thứ. Khi lĩnh ngộ tận cùng đại đạo, đắc đạo tỉnh lại, thì phát hiện mình đã vượt qua thời gian và không gian. Giang Nam vượt qua thời gian và không gian, đi đến tận cùng thời gian và không gian. Nơi đó, đối thủ của Giang Nam đã chết, bạn bè thân thích cũng chết đi. Giang Nam đứng ở nơi cao nhất, có được thứ khao khát mơ ước, nhưng hắn cũng mất hết tất cả. Giang Nam buồn bã, bây giờ hắn là tồn tại cường đại nhất từ thời đại nguyên đạo đến nay, nhưng hắn không vui chút nào. Hắn giọng trầm thấp hỏi: Đế Giang, người có trải nghiệm như vậy chưa? Khi người cuối cùng đạt được mục tiêu, nhưng ngay giây phút đó người phát hiện mình đứng ở tận cùng đại đạo, mất đi hết thảy. Thứ người muốn thật ra đã ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi không quý trọng, không nắm chắc được. Chờ khi mất đi rồi, người mới hối tiếc không kịp, liều mạng mà muốn thay đổi. Đế Giang nhẹ nhàng ngồi xuống, suy tư đáp: Ta từng có, ta liên tục nhập mộng, ở trong mơ cho rằng mình trong hiện thực. Mỗi lần tỉnh khỏi giấc mơ sẽ đau nhói lòng, cảm thấy chính mình mất đi hết thảy. Nhưng thứ trong mơ không thể kéo lại, có nhiều lúc là ta chưa đến mục tiêu thì người bên cạnh đã mất rồi. Đế Giang nghĩ đến thời đại nguyên đạo hủy diệt, người yêu, nhi nữ vùi thân trong tịch diệt kiếp. Đế Giang nhớ những đạo hữu dùng hết sức cố gắng
muốn chứng tận cùng đại đạo, lại tạo hóa trên đường lạc lối. Đế Giang có rất nhiều bi thương, nhiều quá khứ, muốn cứu vãn thế nhưng bất lực. Chắc Thiên Tôn cũng hiểu rằng quá khứ là không thể thay đổi, Thiên Tôn muốn đổi quá khứ chỉ uổng công thôi. Đế Giang ngẫm nghĩ nói, Thiên Tôn nên vứt bỏ quá khứ, mở ra một thời đại mới, truyền thừa trí tuệ, truyền thừa văn minh. Không, ta muốn cứu vãn, ta muốn thay đổi lịch sử. Giang Nam ngồi xếp bằng, tóc trắng như các ngân hà lơ lửng trong hỗn độn hồng mông. Tóc trắng khuấy động vũ trụ tĩnh lặng, mỗi một sợi tóc bạc trôi nổi, đâm thủng thời không quá khứ, cắt các vị diện từ thời gian đã mất đi, lộ ra các hình ảnh quá khứ. Đế Giang nhìn lão nhân trước mặt, hắn biểu lộ lưu luyến không nỡ. Hỗn độn tràn ngập đau thương, hồi tưởng, tự trách nặng nề. Lòng Giang Nam đã già, bị lưu luyến, tự trách đau thương, hồi tưởng bao phủ. Tình cảm đậm đặc tràn ngập ở điểm cuối thời không, khiến người bi thương, đau lòng rơi lệ. Nếu có thể thì ta sẽ bỏ thân vạn kiếp bất diệt này, tiến vào kiếp, đi lại đoạn đường kia. Dù không chứng nguyên thủy, không chứng tận cùng đại đạo, thì ta cũng phải nắm chắc lại, giữ lại mọi thứ bên cạnh mình. Giang Nam thở hắt ra nói, Đế Giang đạo hữu, người đến đây có thể làm chứng cho ta. Ta muốn quay về quá khứ, bỏ cảnh giới nguyên thủy, làm lại từ đầu, thay đổi lịch sử này, giữ lấy những gì ta không quý trọng. Đế Giang lên tiếng hỏi, Thiên Tôn, làm sao mà làm lại được đây? Đôi mắt Giang Nam càng ngày càng sáng, trầm thấp thì thầm. Sau khi chứng đạo quân, ta lĩnh ngộ ra đạo lý, chạy thẳng đến tận cùng đại đạo. Thân thể, nguyên thần, đạo quả, đại đạo của ta đã trước thời đại tiên đạo một bước, tiến vào cảnh giới không thể nghĩ bàn. Bước nhanh hơn thời đại tiên đạo một bước, nhanh một giây. Đối với tất cả sinh linh thì ta ở một giây tương lai thời đại tiên đạo. Mắt Đế Giang dần sáng lên nói, tức là Thiên Tôn không trải qua lịch sử thời đại tiên đạo hủy diệt, không qua đại kiếp nạn diệt tuyệt tất cả, nên có khả năng trở về quá khứ sao? Sau khi Giang Nam chứng đạo quân thì các loại đạo diệu ùa đến, không ngộ tự hiểu, khiến thời không vặn vẹo. Giang Nam ở trong đạo cảnh kỳ diệu, hắn trong thời đại tiên đạo nhưng là ở một giây tương lai. Điều này cho Giang Nam một cơ hội trở về quá khứ, thay đổi lịch sử. Đế Giang nhíu mày nói, nhưng Thiên Tôn trở về quá khứ, đạo tâm bị chấp niệm chiếm cứ, rời xa đường nguyên thủy, sợ là sẽ vô duyên chứng nguyên thủy lần nữa. Lại cộng thêm trở về quá khứ, Thiên Tôn sẽ đối diện thời gian tấn công, khó giữ cảnh giới nguyên thủy, thậm chí sẽ bị lực lượng chứa trong thời gian quá khứ hoàn toàn phá hủy. Quay về quá khứ là Thiên Tôn tự bị thương mình, tự hủy đạo hạnh. Con đường này sự sống xa vời, Thiên Tôn hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Không, lòng ta đã quyết rồi. Trên khuôn mặt nhăn nheo của Giang Nam giãn ra nụ cười, Đế Giang đạo hữu, hãy làm chứng cho ta. Ta truyền cảm ngộ của mình cho đạo hữu. Nếu ta chết trong quá khứ thì đạo hữu ở thời đại nguyên khởi hãy tỉnh mộng, thử đi dọc theo con đường của ta. Hai chúng ta sẽ có một người đặt chân đến tận cùng đại đạo. Giang Nam thản nhiên nói, đạo hữu, người có thể xem cảnh này là một cơn mơ, cũng có thể cho rằng nó là sự thật. Đạo hữu, sau khi ta vào quá khứ, nếu không chết đi, e rằng rơi vào ngộ đạo huyền diệu, nên ta cần đạo hữu để lại thần thông bất diệt trong thời đại nguyên khởi, kéo dài đến thời đại tiên đạo mới bùng nổ để thức tỉnh ta. Đế Giang hoảng sợ hét lên thất thanh, Thiên Tôn, một thần thông để lại ngàn ức năm, trong đó qua nhiều lần đại tịch diệt, làm sao lưu trữ lâu như vậy được đấy? Cảnh giới của ta chưa từng đến nguyên thủy, không thể giữ thần thông lâu đến vậy được. Giang Nam đứng lên vung tay, dòng thời gian tái hiện. Giang Nam cất bước đi vào dòng thời gian, chuẩn bị tự hủy đạo hạnh, bị thương bản thân mà quay về quá khứ. Giang Nam đi qua 47 ức năm thời đại tiên đạo, ngoái đầu nhìn Đế Giang ở tận cùng thời gian. Giang Nam búng tay, một cái chuông to chậm rãi bay vào trán của Đế Giang. Đạo hữu, hãy mang thần thông này của ta về thời đại nguyên khởi, tương lai có lẽ hai ta sẽ gặp lại tại đây. Đế Giang cảm thấy thân bất do kỷ, như rơi vào vòng xoáy lớn không ngừng rơi xuống. Đế Giang cao giọng quát lên, nếu có thể thì xin Thiên Tôn cứu Thiên Phi. Thật lâu sau, chợt nghe thanh âm vô cùng giả nua vang lên sâu trong linh hồn Đế Giang. Giang Thái Khứ, tỉnh lại.
Đế Giang bừng tỉnh mở mắt ra. Đế Giang thấy mình ở trong đạo quân điện, mới rồi nhập mộng sống động như thật, tái hiện rõ ràng. Là thật sự xảy ra hay chỉ là cơn mơ vậy? Đế Giang ngồi trước đại điện, nhìn đằng trước. Phía trước đạo quân điện, thời đại nguyên khởi không ngừng phát triển. Đế Giang nghĩ kỹ lại hình ảnh tận cùng thời không, cảm thấy giấc mơ cũng dần mơ hồ. Khuôn mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn nhòe dần, không nhớ nổi nét mặt. Cảm ngộ tận cùng đại đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền cho đều biến thành đạo âm ủ vang. Đế Giang không nghe được câu nào. Đế Giang khó hiểu lẩm bẩm: rốt cuộc là quá khứ không thể thay đổi, thời gian xóa ký ức của ta, hay thật sự chỉ là giấc mơ thôi? Đế Giang buồn bã nói: gần đây ta cầu đạo sốt ruột, càng lúc càng không phân biệt rõ giữa giấc mơ và thực tế. Đế Giang đột nhiên cảm giác chán nóng lên, một cái chung to bay ra khỏi treo dưới mái đạo quân điện. Đế Giang kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cái chung to, cảm thấy như nằm mơ vậy. Chẳng lẽ hình ảnh kia là thật sao? Chẳng lẽ ta đúng là ở tận cùng thời không tương lai gặp một vị tồn tại, thấy người kia xả thân, xả đạo, cũng quyết quay về quá khứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Đế Giang giật mình, nhìn cái chung to dưới mái hiên, đầu óc cù đặc. Thật lâu sau, Đế Giang thở hắt ra: không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn có sống trở về quá khứ được không? Ký ức giấc mơ kia ngày càng mơ hồ, chắc thời gian định xóa mất rồi, không lâu sau ta sẽ quên đi. Lúc bấy giờ, Công Giác Cản bước tới hỏi: Thái Khư, là giấc mơ gì vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn là gì? Đế Giang há mồm, nói đoạn cảnh tượng sau khi nhập mộng, đột nhiên não trống rỗng, chỉ có ấn tượng mơ hồ. Đế Giang suy tư thật lâu mới nói: lần này ta nhập mộng, trông thấy tương lai, làm người ta vô cùng tuyệt vọng. Tất cả đều hủy diệt, chỉ mơ hồ nhớ một mảnh đất, thời gian và không gian hủy diệt, có một lão nhân rất bi thương. Hắn nói không muốn bi kịch xảy ra. Đó chỉ là một cơn mơ kỳ lạ. Công Giác Càn lắc đầu nói: Nào, ngươi và ta hãy đi ra sau đạo quân điện tìm xem, thử coi có thể kích phát tiềm năng cuối cùng của hai ta, tham ngộ tận cùng đại đạo hay không. Ồ, cái chung này là ngươi mới luyện ra sao? Thật là lạ, tại sao gõ lại không vang? Thái Khư, ngươi luyện hỏng rồi sao? Có cần ta đánh thức đạo hữu khác giúp ngươi luyện chế lại không? Đế Giang ngước nhìn cái chuông dưới mái đạo quân điện, ký ức càng mơ hồ. Giấc mơ lần này vô cùng quan trọng với Đế Giang, nhưng khi gã tỉnh lại đã quên mất. Đối với Đế Giang, sáng tạo lấy mộng nhập đạo thì chuyện này không thể xảy ra, nhưng gã thật sự quên mất giấc mơ này. Trong lòng Đế Giang có một thanh âm nói với gã rằng không thể đụng vào cái chung này, tuyệt đối không thể. Không, cứ đặt ở đây đi. Đế Giang đi trước đến đằng sau đạo quân điện nói: có lẽ tương lai sẽ hữu dụng. Lần này đánh nhau, hai người vất vả chiến đấu không biết bao nhiêu vạn năm, thế nhưng vẫn không lĩnh ngộ được tận cùng đại đạo. Đế Giang và Công Giác Càn mệt mỏi ngồi trước tịch diệt kiếp cuối cùng, rất buồn bã. Đế Giang thẫn thờ: nữ nhi của ta đã chết rồi. Chốc lát sau, Đế Giang chua xót nói: Giàng Ái Quỳnh chết trong thời đại nguyên khởi, ta không làm được gì. Lần này nhập mộng vì ta muốn ở trong mộng ôn lại ngày tháng cùng nàng, nhưng ta không mơ thấy Giàng Ái Quỳnh, ta thậm chí không nhớ mình đã mơ được gì. Huyền tôn của ta đã chết rồi, thiên sơ, hoàng thế lần lượt tọa hóa. Mấy năm nay ta thường nhập mộng gặp lại bọn họ trong đó, có khi ta thấy Quỳnh Hoa, thấy những người ta yêu. Thỏ già à, tận cùng đại đạo có lẽ chỉ là một truyền thuyết thôi. Lòng Công Giác Càn rung lên, nhìn Đế Giang nghiêm khắc nạt: Giàng Thái Khư, ngươi định từ bỏ sao? Ngươi đã quên những sinh linh đạo hữu thời đại nguyên đạo chủ động xả thân chịu kiếp để lại cơ hội sống cho chúng ta rồi sao? Đây là vì cái gì? Đôi mắt Đế Giang càng ngày càng sáng. Không phải từ bỏ, mà là ta không muốn tiếp tục như thế này. Đế Giang bình tĩnh nói: đạo hữu, chúng ta không thể chứng tận cùng đại đạo, có lẽ vì chưa dốc hết sức ra, không đánh đối phương bằng hết sức của mình, không kích phát ra tất cả tiềm năng. Bây giờ thời đại nguyên khởi sắp bị diệt, ta không chờ được nữa, còn ngươi? Công Giác Càn im lặng thật lâu, bỗng cười nói: ta muốn trở về chào từ biệt Nguyên Thanh. Đế Giang cũng đứng lên nói: chúng ta cùng về đi, ta muốn nói với Thiên Tú là mấy năm nay ta luôn yêu nàng, nguyện sau khi ta chết đi, vũ trụ già đi, thế nhưng nàng vẫn sống. Hai người sóng vai đi chung, biểu tình của Công Giác Càn trầm trọng nói:
Đế Giang, có lẽ đây là trận đánh cuối cùng của hai ta. Đúng vậy, trận đánh cuối cùng. Từ nay trong hai ta sẽ có một người trở thành dĩ vãng. Đế Giang từ biệt với Thiên Phi Đạo Tôn. Thiên Phi Đạo Tôn sửa lại quần áo cho Đế Giang, vuốt tóc bạc bên Thái Dương khẽ hỏi: Khi nào trở về? Khi nào trở về ư? Ta cũng không biết được. Đế Giang nhìn Công Giã Càn, gã đang từ biệt Nguyên Thanh Đạo Mẫu, hai người đi ra Đạo Quân Điện. Thiên Phi Đạo Tôn chạy theo, nhìn bóng lưng hai người, hét lớn: Ta chờ ngươi ở đây, nhất định ngươi phải quay về. Đế Giang cùng Công Giã Càn đi xa, phất tay cười nói: Ta sẽ quay về. Đế Giang đột nhiên dừng bước lại, nhìn cái chuông to dưới mái Đạo Quân Điện, mơ hồ nhớ ra điều gì, rồi lại không nhớ gì hết. Đế Giang thuận miệng cười nói: Nếu ta không quay về, nàng chờ ta. Khi tiếng chuông vang lên, nàng sẽ thấy ta trong tương lai. Thiên Tú, sống sót đi, mãi đến tận cùng thời gian. Thiên Phi Đạo Tôn đứng dưới mái chuông Đạo Quân Điện, ngơ ngẩn tiến bọn họ rời đi. Kính thưa các bạn, tập này đã hết. Thì mình nói chuyện với các bạn chút. Tập này nó hơi trừu tượng, nếu bạn nào mà nghe mà không nhập tâm là sẽ không hiểu. Lúc đầu mình đọc đến đoạn Giang Nam bắt đầu bế quan để trùng kích đẳng cấp đạo quân ấy thì mình cũng không hiểu đâu. Nhưng đọc đến hết cái tập này thì mình sẽ hiểu, mình hiểu. Có nghĩa là trong lần bế quan này, Giang Nam lên được đạo quân và đi đến được tận cùng đại đạo. Trong quá trình để đến tận cùng đại đạo, hắn ấy bế quan ấy thì hắn lấy mộng nhập đạo và quay trở về. Thì cũng cùng trong lúc đó thì Đế Giang ở quá khứ cũng lấy mộng nhập đạo. Ông ấy đi từ quá khứ lên tương lai và gặp được Giang Nam. Giang Nam lúc đấy thì cũng đang từ cái hiện tại và lên tương lai để đi tìm nhìn tương lai. Cả hai người cùng gặp một cái đoạn thời gian đấy trong tương lai thì gặp nhau. Và cuối cùng rốt cuộc là chỉ có mỗi Giang Nam là đi được đến tận cùng đại đạo, còn Đế Giang thì không. Thế nhưng chính vì tất cả mọi thứ đều bị tịch diệt kiếp xóa bỏ thì Giang Nam muốn quay lại quá khứ để làm lại và đưa một hậu chiêu để cho Đế Giang mang về quá khứ. Hậu chiêu đấy để ấp ủ 1000 năm trước khi Đế Giang đánh nhau với Công Giã Càn chết đi, chính là cái chuông ở trên Đạo Quân Điện. Rất là mơ hồ, trừu tượng, nếu người nào mà không để ý là sẽ không hiểu. Những người nào mà nghe tiên hiệp mà đến đoạn mà nó nhờn rồi ấy, thì lại thích những cái kiểu chuyện như thế này. Còn những anh em nào mà nghe những kiểu thích tiết tấu nó nhanh không hại não mấy thì cảm giác nó rất là lan man đấy. Thì lại đang nói đến ông Giang Nam, ông ấy chứng được đạo quân rồi, ông ấy đến được tận cùng đại đạo rồi và ông nhìn thấy tương lai như thế thì ông lại muốn phá bỏ đi, ông ấy quay về ông làm lại, ông ấy muốn hủy đạo của mình đi. Vì ông ấy được lợi một cái là ông ấy đến được tận cùng đại đạo thì ông lúc nào ông hơn được người ta được 1 giây. Lúc nào ông trong tình trạng là ông người tưng tâng ở trong tương lai chứ không phải ở trong hiện tại cùng với mọi người nữa. Ông có một lợi thế như thế, khi đến được tận cùng đại đạo, ông hơn người ta được 1 giây trong tương lai, ông ấy quay về ông hủy đạo của mình đi. Ông quay về. Đấy, và cái lần lấy mộc nhập đạo này ấy, thì hai người gặp nhau và cũng vén một bức màn đấy là Giang Nam có để lại hậu chiêu và cũng là người duy nhất đến được tận cùng đại đạo. Chuyện nó cũng sắp hết rồi. Cái đoạn cuối này rất là trừu tượng. Nên là mình muốn review lại một chút để cho mọi người hiểu. Trước khi Đế Giang đánh nhau với Công Giã Càn chết đi thì có lấy mộng nhập đạo lần cuối cùng và gặp được Giang Nam, cũng là lần gặp duy nhất đến hiện tại tập này, và được Giang Nam để lại hậu chiêu và Giang Nam đến được tận cùng đại đạo. Thế nhưng ông ấy bế quan và ông nhìn thấy tương lai và ông ấy không muốn lên đạo quân nữa. Ông muốn phá hủy đạo của mình đi để ông ấy quay lại, ông giữ lại những người yêu thương của mình. Khi thấy cái cảnh tượng, thấy tương lai như thế, nhìn thấy tất cả mọi người chết đi và nhìn thấy nữ nhi của mình viết lên bức cái lô bồng như thế, ông ấy xót xa và ông ấy ngộ ra là tất cả những cái gì của mình đang truy cầu nó chỉ là giả thôi, tất cả nó là giả thôi. Còn cái mình truy cầu tận cùng đại đạo, cái gì vất hết, cái mình truy cầu đó là người thân của mình đang ở bên cạnh mình, đấy là cái quý trọng nhất. Và ông ấy muốn lấy lại được tất cả những đấy, bỏ qua quá nhiều thời gian để đi tìm cái mà mông lung, cuối cùng để không thành công, vẫn bị tịch diệt kiếp kéo đi hết. Đấy, nó cũng rất là trừu tượng, thế nhưng mà cũng ý nghĩa. Chúng ta hãy quý trọng những cái gì mình đang có, quý trọng những cái gì mình đang có, nắm giữ thật chặt để từng giây phút đừng trôi qua lãng phí và mình mất đi những giây phút hạnh phúc bên người thân của mình. Rất là trừu tượng.
chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình review lại một chút vì đoạn này nó rất là trừu tượng để cho mọi người có thể tưởng tượng ra được. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.